ngân hàng giao bán nhiều bất động sản ở dự án tỷ USD của Tân Hoàng Minh. Loạt khoản nợ thế chấp bằng bất động sản thuộc dự án tại Phú Quốc của tập đoàn Tân Hoàng Minh đang được ngân hàng giao bán. Dự án này được biết là có quy mô lớn nhất của Tân Hoàng Minh. Agribank thông báo giao bán 7 khoản nợ của các doanh nghiệp liên quan đến dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các khoản nợ trên có tài sản đảm bảo là các bất động sản thuộc khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc và khu du lịch Phức Hợp Hoàng Hải. Trong đó, dự án Thiên Bảo Phú Quốc thuộc sở hữu của công ty cổ phần Thiên Bảo Phú Quốc, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Tân Hoàng Minh, được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Hà Phương. Doanh nghiệp này có cùng người đại diện là ông Nguyễn Khoa Đức với các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh. Khoản nợ được Agribank chào giá khởi điểm gần 25,5 tỷ đồng. Dự án trên cũng được thế chấp cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Xây dựng Xuân Nam tại Agribank với số nợ đến hiện tại gần 46 tỷ đồng. Diện tích của tài sản được bán đấu giá là 1.884 m². Agribank cũng muốn bán giá tài sản là 11.405,6 m² đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án này. Tài sản này được đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và nội thất Thanh Xuân do Đỗ Hoàng Việt, con trai ông Đỗ Anh Dũng làm tổng giám đốc. Giá trị khoản nợ tính đến ngày 4 tháng 8 là 127,46 tỷ đồng. Còn dự án khu du lịch Phức Hợp Hoàng Hải thuộc sở hữu của công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh là tài sản đảm bảo cho khoản nợ vay của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ MiVi Việt Nam với số nợ là hơn 52,2 tỷ đồng cũng đang được giao bán. Agribank giao bán với 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích từ 187 đến 200 m². Dự án được chia nhỏ ra thành 3 tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần hạ tầng cảnh quan Green Art với khoản nợ ghi sổ đến ngày 4 tháng 8 gần 38 tỷ đồng. Chia thành 6 tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Mạnh Loan với giá trị khoản nợ hiện tại lên hơn 105,3 tỷ đồng. Theo công bố trước đây của Tân Hoàng Minh, dự án Thiên Bảo Phú Quốc và Hoàng Hải Phú Quốc hợp thành tổ hợp quần thể du lịch, giải trí với quy mô gần 34 hectare, tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào cuối năm 2021, đồng thời là dự án lớn nhất của Tân Hoàng Minh.